Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc len về chiếc kẹp tóc hoa quả chám đỏ như thế này. Và để móc được kẹp tóc quả chám đỏ này thì đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình phần thân kẹp màu trắng. Phần thân kẹp này thì các bạn sẽ móc lên cho mình 13 hàng, sau đó các bạn lên cho 13 bính, sau đó các bạn lên cho mình 3 hàng. Tiếp tục cái phần viền này thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 2 bính, sau đó móc 2 mũi kép đơn, tiếp tục lên 2 bính và móc cho mình hai mũi trượt ở hai chân móc tiếp theo, và các bạn lại lên cho mình 32 bính, 2 kép đơn và 2 bính. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình đến hết hàng, tiếp tục các bạn sẽ thêu phần lá và quả chám. Và nếu mà các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có thể làm thêm nhiều video móc len hay hơn, thú vị hơn cho mọi người. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm chiếc kẹp tóc này nhé. Nguyên vật liệu cần chuẩn bị gồm có một con len màu đỏ, một con len màu xanh, một con len màu trắng, một kim móc len, một kim khâu len, một cây kéo. Móc cho mình lên 13 bính. Vào chân móc thứ hai một mũi đơn, tiếp tục móc 10 mũi đơn. Chân móc của em móc hai mũi móc đơn, tiếp tục móc 10 mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn vào cùng một chân, lên cho mình một bính, móc vào hai mũi móc đơn chân móc đầu tiên. Chân móc cuối, mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một
chân. Hai chân móc cuối, móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Lên một bình. Móc chân móc đầu tiên một mũi đơn. Chân thứ hai, hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Tiếp tục móc 10 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ đổi màu len cho mình. Móc cho mình một mũi đơn. Cho mình một mũi nửa kép. Lên một mũi kép đơn. Sau đó bạn cùng chân móc đó lại móc một mũi kép đơn, một mũi nửa kép. Sau đó móc cho mình một mũi rời. Chân tiếp theo cũng một mũi rời.
tiếp tục lại móc lên cho mình một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, lại một mũi kép đơn, một mũi nửa kép. Lại móc mũi dời. Mình sẽ móc như thế cho đến hết hàng.
tục dùng len màu xanh. Thank you.